trái đất ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà giới khoa học đã và đang nỗ lực giải mã. Trong số này, một thuyết âm mưu được nhiều người biết đến đề cập đến việc trái đất rỗng và bên trong lõi trái đất tồn tại một nền văn minh, đó là Vương quốc Agatha. Nền văn minh trong lòng đất vốn là chủ đề quen thuộc của những bộ phim phiêu lưu thám hiểm, những cuốn tiểu thuyết, thậm chí là những cuốn truyện tranh. Bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon có một tập truyện mang tên Cuộc phiêu lưu vào lòng đất, đã khắc họa một thế giới dưới lòng đất vô cùng sinh động, là nơi sinh sống của những loài sinh vật cổ đại. Có rất nhiều truyền thuyết truyền miệng và phổ biến được tìm thấy trên khắp thế giới về sự tồn tại của một nền văn minh ngầm với những sinh vật sở hữu trí thông minh và sức mạnh tâm linh siêu nhiên. Những người dưới mặt đất này thường được gọi là cư dân của Agatha. Vậy nền văn minh này có thực sự tồn tại? Hãy cùng 369 Entertainment tìm hiểu ngay sau đây. Thế giới trong lòng trái đất, Agatha. Agatha được cho là một vương quốc dưới lòng đất nằm bên dưới lục địa châu Á và liên kết với tất cả các lục địa khác trên thế giới bằng một mạng lưới đường hầm rộng lớn. Những đường hầm này được xây dựng, tạo thành một phần bởi tự nhiên và một phần bởi người dân Agatha. Một trong những điểm hấp dẫn hơn về mạng lưới các lối đi ngầm này là có nhiều lối vào vương quốc Agatha từ bề mặt trái đất, bao gồm hang động Mammoth ở Kentucky, căn cứ của kim tự tháp Giza, Manaus ở Brazil, Bắc Cực và Nam Cực. Vị trí chính xác của những lối đi ngầm này được coi là những bí mật được bảo vệ cẩn thận. Chỉ một số ít nhà tu hành cao cấp có bất kỳ kiến thức cụ thể nào về nơi ở của họ. Theo truyền thuyết, mê cung đường hầm khổng lồ mà như một mạng lưới liên lạc rộng lớn, với một số lối vào khác nhau đại diện cho những điểm được gọi là các điểm lưới hành tinh của Drak, trung tâm truyền thông tin dữ liệu của họ. Truyền thuyết về Agatha bắt nguồn từ lý thuyết trái đất rỗng, Hollow Earth, khẳng định rằng trái đất thực sự rỗng và có một quả cầu bên trong trái đất, nơi chứa mặt trời khác ở trung tâm. Theo lý thuyết trái đất rỗng, môi trường dưới lòng đất này chứa một số nền văn minh tiến bộ hơn về mặt tinh thần và công nghệ so với các sinh vật sống trên bề mặt. Trên thực tế, nhiều tín đồ của trái đất rỗng tin rằng UFO không phải là người ngoài trái đất, mà thay vào đó, chúng được sản xuất bởi những sinh vật nằm ở bên trong trái đất. Agatha được gọi là xã hội nổi bật nhất của trái đất ngầm và cư trú trong lõi trái đất. Các giả thuyết hiện có về Agatha cho rằng cư dân ở đây có trí thông minh siêu phàm, đôi bàn tay khéo léo và cách sống tốt hơn so với những đồng loại trên trái đất. Nhờ vậy, Agatha có kinh tế vô cùng phát triển. Thêm nữa, họ cũng đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực khác như văn hóa, xây dựng. Ngoài ra, một giả thuyết khác cho rằng Agatha có thể là nơi cư trú của Nagas, một chủng tộc gồm các vị thần nửa người nửa rắn, đầy quyền năng. Họ sở hữu phép thuật phi thường và có thể sống tới hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Agatha trong lời kể của Đô đốc Richard Evelyn Byrd. Mặc dù lý thuyết trái đất rỗng được nhiều người ủng hộ, nhưng chưa ai thực sự tiếp xúc với nền văn minh Agatha. Cho đến năm 1947, khi câu chuyện của Đô đốc Richard Ebert thuộc Hải quân Hoa Kỳ đã dấy lên sự tò mò về dạng người sống trong lòng đất. Theo một mục nhật ký bị cáo buộc được viết trong chuyến bay đến vùng cực của mình, Bert đã bắt gặp một khí hậu ấm áp, tươi tốt với những sinh vật giống Mammoth và một loài người cổ đại đang cư trú trên trái đất. Máy bay của anh ta được chỉ huy giữa không trung và hạ cánh cho anh ta bởi những người ở trung tâm trái đất. Những người đã chặn máy bay của anh ta bằng máy bay hình đĩa. Khi hạ cánh, anh đã được gặp các sứ giả của một nền văn minh mà nhiều người cho là thần thoại Agatha. Những người bị cáo buộc Agatha này bày tỏ mối quan tâm của họ về việc nhân loại sử dụng bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai và thuê Bert làm đại sứ của họ để trở lại chính phủ Hoa Kỳ. Cùng năm đó, Bert tham dự một cuộc họp nhân viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ông đã cung cấp tất cả các chi tiết và báo cáo khám phá của mình cho Tổng thống Truman. Ông cũng nhận lời điều tra của Bộ phận An ninh cao nhất và đội y tế và được hướng dẫn giữ bí mật mọi thông tin. Ông đã làm theo lệnh nhưng vẫn viết trong nhật ký. Vùng đất đó ở Bắc Cực và căn cứ đó là một bí ẩn lớn. Vào ngày 24 tháng 12 năm 1965, nhật ký của Bert được công khai. Nó khơi dậy những sự quan tâm đến việc khám phá bên dưới bề mặt trái đất. Công bố của cựu nhà phân tích kỹ thuật CIA Edward Snowden và NASA. Năm 2015, cựu nhà phân tích kỹ thuật của CIA Edward Snowden đã tiết lộ thông tin gây sốc. Trong lòng trái đất ẩn chứa sinh vật cùng nền văn minh tiến bộ chưa từng được biết đến. Có hai luồng dư luận.
Một bên cho rằng Edward Snowden là người phản bội, một bên là coi Snowden như người hùng vì đã dũng cảm tiết lộ những bí mật mà công luận xứng đáng được biết, trong đó có thông tin về UFO và người ngoài hành tinh. Theo một số tài liệu của CIA, chính phủ Mỹ từ lâu đã biết đến nền văn minh thông minh hơn con người. Kho dữ liệu của CIA lưu trữ hình ảnh định vị siêu âm dưới biển sâu, nhưng sự cẩn mật cao độ không cho phép các nhà khoa học tiếp cận mà không có sự đảm bảo an ninh nào. Đây là một dạng sinh vật giống con người chúng ta đã tiến hóa theo hướng khác trong môi trường sống trong lòng đất. Trong con mắt họ, chúng ta chỉ như một con kiến. Họ thừa khả năng để can thiệp vào thế giới của chúng ta, nhưng họ không làm thế vì muốn giấu mình. Theo Edward Snowden, mọi thứ như chúng ta nghe được qua vệ tinh từ người ngoài hành tinh hoặc người ngoài hành tinh biết về chúng ta thì đều là ở dạng thông tin đã được mã hóa. Các quan chức quân sự Mỹ cũng từng nói về những người đàn ông da xanh nhỏ bé và đặt ra mối nguy hiểm trong tương lai gần. Theo ExoPolitics, trong một tờ phát sóng của chương trình Tiết lộ vũ trụ năm 2016, Corey Goodday, cựu nhân viên NASA cho biết ông đã có cuộc gặp gỡ với các đại diện của một số nền văn minh trong lòng đất. Trong đó, nền văn minh có tuổi đời trẻ nhất đã trải qua 4 kỷ băng hà và nền văn minh lâu đời nhất có niên đại 17 đến 18 triệu năm. Sau cuộc họp, ông có cuộc gặp riêng với một nữ tu sĩ tên là Kare. Người này mời ông và bạn đồng hành của ông là Trung tá Gonzalez, bút danh cũng là nhà ngoại cảm, tham quan một chuyến đến 3 hang động lớn và lâu đời nhất của các nền văn minh trong lòng đất. Hang động đầu tiên mà Goodday và Gonzalez đến thăm có kích thước khổng lồ, lớn như bang Texas của Mỹ. Trong đó chứa đựng cả một thành phố với công nghệ vô cùng tân tiến. Tại đây có những tòa nhà khổng lồ với những mái vòm sáng, con người đang đi lại trên đường. Trên không là những chiếc đĩa bay và những chiếc xe hình điếu xì gà. Điều đặc biệt là tàu của họ có thể dễ dàng bay xuyên qua các bức tường của hang động. Tiếp đến, Goodday và Gonzalez được đưa đến một khu vực nông nghiệp rộng lớn. Tại đây, họ được dẫn đi tham quan các loại cây trồng. Theo ước tính của Goodday, sản lượng cây trồng có thể cung cấp cho khoảng hàng triệu người. Cuối cùng, họ được đưa đến một khu bảo tồn hoang dã rộng lớn với các loài chim và động vật phong phú. Bầu trời ở đây có màu xanh lam nhạt, giữa trung tâm thành phố là một tòa tháp lớn. Vào cuối chuyến tham quan, nữ tu sĩ Kare nói với Goodday rằng người dân của cô đã giúp đỡ người Sumer cổ đại khôi phục lại nền văn minh sau một trận đại hồng thủy. Cô cũng tiết lộ rằng người Sumer đã được học nông nghiệp và chữ viết từ nền văn minh dưới lòng đất. Agatha có thực sự tồn tại? Những năm 80 của thế kỷ 20, các nhà vật lý học địa cầu đã quan trắc sóng địa chấn và có một phát hiện bất ngờ rằng trong lõi trái đất có hai vùng to lớn như lục địa, một cái ở dưới lục địa châu Phi, cái còn lại ở dưới Thái Bình Dương. Đó là nơi giao giới của lõi trái đất và lớp phủ mantle. Hai lục địa này chiếm khoảng 1/3 diện tích khu vực nằm giao giữa lõi trái đất và lớp phủ. Một số vật chất phun trào ra từ núi lửa dưới đáy biển lại đến từ hai khối lục địa nằm bên trong trái đất. Hơn nữa, những vật chất này lại vô cùng cổ xưa. Chúng là sản vật của thời kỳ sâu khi địa cầu hình thành từ 50 triệu năm đến 100 triệu năm. Điều khiến các nhà khoa học khó hiểu hơn là hai khối lục địa cổ xưa nằm trong lòng trái đất này không phải là lục địa chết mà lại tràn đầy sức sống. Sự hình thành các chuỗi đảo ở Thái Bình Dương và sự phun trào của núi lửa dưới đại dương đều có liên quan đến hai khối lục địa này. Liệu lục địa ẩn mình trong trái đất mà các nhà khoa học phát hiện ra có phải là thế giới Agatha trong truyền thuyết hay không? Và nếu Agatha thật sự tồn tại thì chứng minh rằng trái đất không đặc ruột như khoa học suy đoán. Cho dù nó không rỗng hoàn toàn thì cũng có một khoảng trống lớn, có thể là một loại kết cấu nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Bạn có nghĩ rằng nền văn minh trong lòng đất có thực sự tồn tại hay không? Hãy để lại bình luận cho chúng mình được biết với nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để đón xem nhiều video những bí ẩn chưa được giải đáp nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.